Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phụ nữ Việt Nam vắng bóng tại chính trường. Ngày 1 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài bình luận Chính trường Việt Nam ít chỗ cho phụ nữ của giáo sư Zachary Abuja. Tác giả cho hay, các hệ thống cộng sản có mục đích là quân bình và không phân biệt giới, nhưng ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc, bất chấp những lời lẽ hoa mỹ, các quốc gia này vẫn không đạt được những mục tiêu và lý tưởng đặt ra. Tác giả lấy dẫn chứng một số nhỏ phụ nữ thành công trong khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam như tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Trương Mỹ Lan đã thiết lập một ngưỡng ngoạn mục về các vụ rắc rối liên quan đến các tập đoàn. Bà Lan nhận một án tử hình và một án chung thân trong hai vụ án về gian lận và rửa tiền tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Hình ảnh bài trên AFA. Theo tác giả, Việt Nam thường được nói là có tỷ lệ cao phụ nữ tham gia vào chính trường ở châu Á. Dựa vào số liệu của Quốc hội, với chỉ khoảng dưới 30% phụ nữ tham gia chính trường, Việt Nam hiện đứng trên các quốc gia khác ở ASEAN, trừ Philippines. Nhưng tác giả chỉ ra, ở một khía cạnh khác, Việt Nam còn ở rất xa so với mục tiêu mà mình tự đặt ra. Việt Nam đã tự lập cho mình một ngưỡng cao với mục tiêu là có 60% các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương có các lãnh đạo then chốt là nữ và 35% phụ nữ đại diện trong quốc hội đến năm 2030. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào quốc hội vẫn còn thấp hơn mục tiêu đặt ra. Phụ nữ hiện chỉ chiếm 27% số đại biểu quốc hội. Vẫn theo tác giả, ngoài quốc hội còn có sự thiếu vắng của đại diện nữ ở cao cấp và ở các con đường quan trọng dẫn đến các vị trí lãnh đạo cấp cao. Đây là điều quan trọng để tỷ lệ đại diện của phụ nữ cao hơn. Tiến tới các đại hội đảng 15 và 16 dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2031 và 2036. Hình ảnh Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Tác giả cho biết hiện chỉ có một nữ lãnh đạo trong Bộ Chính trị 15 người là bà Bùi Thị Minh Hoài, người vừa được bầu giữa kỳ tại Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, bà Trương Thị Mai, người phụ nữ duy nhất được bầu vào Bộ Chính trị 18 người tại Đại hội Đảng 13 hồi tháng 1 năm 2021, đã bị buộc phải từ chức vào tháng 5 vừa qua, như một phần trong chiến dịch đốt lò chống tham nhũng đang diễn ra khi đó. Bà Mai là thường trực ban bí thư, vị trí khiến bà là nữ chính trị gia có cấp bậc cao nhất trong lịch sử Việt Nam. Tác giả cũng cho biết thêm, Bộ Chính trị khóa 12 là đỉnh điểm của sự tham gia của phụ nữ vào chính trường, với 3 phụ nữ nằm trong số 19 ủy viên Bộ Chính trị, chiếm 16%. Tất cả những người này đều giữ vị trí lãnh đạo ở Quốc hội, bao gồm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng và bà Trương Thị Mai, lúc đó là Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội. Hình ảnh bà Trương Thị Mai. Bà Tòng Thị Phóng và bà Mai đều có mặt trong Bộ Chính trị khóa 11 và đều giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Vì vậy, ngay cả ở trong Bộ Chính trị, con đường tiến tới quyền lực cho những phụ nữ cũng thường là đi qua Quốc hội. Tuy nhiên, tác giả nhận xét một lĩnh vực mà phụ nữ tiếp tục thành công đó là trong đội ngũ những nhà ngoại giao của Việt Nam. Tác giả lưu ý, vẫn có một cơ hội để thay đổi tại Đại hội 14 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026. Việc lên kế hoạch bao gồm cả việc chuẩn bị thành phần cho Ban chấp hành Trung ương khóa 14 đang được thực hiện. Trong khi Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đang mất cân đối về nhiều mặt, chủ yếu mang tính vùng miền, đảng phải vượt lên trên tính hình thức về đại diện nữ, ngay cả trong cơ quan đưa ra quyết định cao nhất của mình, ông Zachary nhấn mạnh. Những bước tiến thoái của Tô Lâm trong kế hoạch thâu tóm quyền lực tối cao. Ngày 31 tháng 10, luật sư Facebooker Vũ Đức Khanh bình luận Tô Lâm và bước thoái lui khỏi quyền lực tối cao ở Việt Nam trên trang cá nhân của mình. Tác giả nhắc lại vào ngày 22 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chính thức trở thành Chủ tịch nước Việt Nam sau một loạt biến động lớn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai đều từ chức vì liên quan đến các vụ bê bối tham nhũng, tạo cơ hội cho ông Tô Lâm tiến lên đỉnh cao quyền lực.
hình ảnh status trên Facebook của luật sư Vũ Đức Hành. Với sự qua đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày 19 tháng 7, gần như không còn ai đủ khả năng kiềm chế Tô Lâm. Vào ngày 3 tháng 8, ông đã nhất thể hóa quyền lực khi kiêm nhiệm luôn chức vụ Tổng Bí thư. Tuy nhiên, tác giả nhận xét, chưa đầy 5 tháng sau khi nắm quyền, ngày 21 tháng 10, ông đã phải nhường lại chức Chủ tịch nước cho tướng quân đội Lương Cường. Một dấu hiệu cho thấy sự phức tạp và khó khăn trong quá trình củng cố quyền lực của Tô Lâm. Tác giả lưu ý, Tô Lâm từ bỏ cơ chế nhất thể hóa Chủ tịch nước, Tổng Bí thư không phải là sự lựa chọn của cá nhân ông, mà có lẽ là kết quả của sự can thiệp, áp lực từ những nhân tố quyền lực khác, đặc biệt với những động thái nghiêng về Mỹ và phương Tây, Tô Lâm đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với xu hướng thân phương Tây sẽ gây bất lợi cho chiến lược duy trì Việt Nam trong quỹ đạo của hệ thống xã hội chủ nghĩa do Trung Quốc dẫn dắt. Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Có lẽ vì vậy Trung Quốc đã âm thầm ủng hộ Lương Cường, một đồng minh cũ của Nguyễn Phú Trọng và là người có quan điểm giữ Việt Nam trong phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc. Tác giả nhận định cơ chế tứ trụ ở Việt Nam có lợi thế nhất định trong việc ngăn chặn tình trạng lạm quyền khi các lãnh đạo cao nhất kiềm chế lẫn nhau. Điều này tạo ra một dạng dân chủ nội bộ, ngay trong nội bộ giới lãnh đạo, khi không có sự can thiệp mạnh mẽ từ người dân. Tuy nhiên, với những nhà lãnh đạo có viễn kiến cải cách, cơ chế này lại có thể là rào cản, cản trở các nỗ lực đưa đất nước tiến lên. Trường hợp của Tô Lâm, một nhân vật mạnh mẽ và từng cải cách mạnh tay tại Bộ Công an, cho thấy rõ giới hạn của cơ chế tứ trụ khi các phe nhóm trong đảng không thực sự ủng hộ những cải cách mang tính cách mạng. Theo tác giả, trong bối cảnh đó, Tô Lâm sẽ là một nhân vật tiêu biểu cho những tham vọng cải cách, nhưng lại không đủ sức để vượt qua sức ép từ cả trong và ngoài nước. Đối diện với sức ép của Trung Quốc và sự chống đối nội bộ, ông không thể bảo vệ quyền lực nhất thể hóa lâu dài. Hình ảnh tân Chủ tịch nước Lương Cường. Việc nhường chức Chủ tịch nước cho Lương Cường đồng nghĩa với việc Tô Lâm phải chấp nhận thất bại tạm thời. Tuy nhiên, động thái này cũng có thể cho thấy quyết tâm của ông trong việc tiếp tục củng cố lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc trở lại tại Đại hội Đảng 14. Vẫn theo tác giả, trong bối cảnh hiện nay, một hệ thống lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và bền vững phải là một hệ thống có sự minh bạch, trách nhiệm và được lòng dân. Việt Nam không chỉ cần một người lãnh đạo có tầm nhìn, mà còn cần một cơ chế đảm bảo quyền lực không bị lạm dụng. Vì vậy, tác giả kết luận, khi quyền lực trở nên phân tán và thiếu động lực cải cách, một hệ thống chính trị mới phù hợp hơn với mong đợi của người dân sẽ là con đường duy nhất đưa Việt Nam tới một tương lai thực sự tươi sáng. Sự ra đi của Tô Lâm ở chức danh Chủ tịch nước chỉ là biểu hiện tạm thời của một cơn sóng ngầm. Nhưng về lâu dài, một nền dân chủ thực sự có thể là câu trả lời duy nhất cho sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Những bước tiến thoái của Tô Lâm trong kế hoạch thâu tóm quyền lực tối cao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.